Chào các bạn. Làm thế nào để tin tưởng trực giác của bạn khi đưa ra quyết định quan trọng? Bạn đã từng đấu tranh với việc đưa ra quyết định đúng đắn hay chưa? Khi bạn phải đưa ra quyết định, có khiến bạn sợ hãi và lo lắng hay không? Và cuối cùng, bạn suy nghĩ quá nhiều về nó cho đến khi bạn hoàn toàn căng thẳng. Đưa ra quyết định đúng đắn là một bước quan trọng để sống một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn. Mỗi ngày chúng ta phải đối mặt với những quyết định và mỗi quyết định định hình cuộc sống của chúng ta theo cách này hay cách khác. Vì bản thân mỗi quyết định đều là một con đường mà bạn có thể chọn theo hoặc không theo. Mỗi ngày chúng ta phải đối mặt với những quyết định và mỗi quyết định định hình cuộc sống của chúng ta theo cách này hay cách khác. Vì bản thân mỗi quyết định đều là một con đường mà bạn có thể chọn theo hoặc không theo. Quốc Canh đang nói về tất cả các loại quyết định. Từ lựa chọn sự nghiệp của bạn khi còn trẻ, đến lựa chọn rời bỏ một mối quan hệ hoặc công việc khi bạn đang ở tuổi trung niên. Bạn luôn có một quyết định khác với một cuộc sống hoàn toàn khác. Cố gắng xem mỗi thời điểm đưa ra quyết định là một ngã ba đường. Nếu bạn chọn một con đường nó sẽ đi kèm với những thuận lợi và khó khăn nhất định, có tốt và xấu, quà tặng và mất mát. Nếu bạn chọn con đường khác, kết quả sẽ hoàn toàn khác. Bây giờ câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để bạn biết quyết định nào là phù hợp với bạn? Dường như không thể đoán trước được kết quả của một tình huống nào đó, vì cuộc sống luôn không thể đoán trước được các sự kiện khi bạn học cách điều chỉnh trực giác của mình, con đường đúng đắn sẽ được tiết lộ cho bạn một cách tự nhiên và dễ dàng. Trực giác là dạng thông minh cao nhất mà chúng ta sở hữu. Trực giác là khả năng biết điều gì đó mà bạn chưa nhận thức được thông qua bất kỳ giác quan ý thức nào của mình để tiếp nhận thông tin chưa được tiết lộ cho bạn theo bất kỳ cách hữu hình vật lý nào. Chúng ta có giác quan thứ sáu hoạt động khác với năm giác quan mà chúng ta có. Tầm nhìn, khú giác, thính giác, vị giác và xúc giác. Giác quan thứ sáu này thể hiện dưới dạng cảm giác, linh cảm hoặc cảm giác ruột mà chắc chắn chúng ta đều cảm nhận được bên trong cơ thể vào những thời điểm nhất định. Về mặt tâm linh, trực giác là tiếng nói của tâm hồn bạn. Người hướng dẫn tinh thần và thiên thần hồn mệnh của bạn đang thúc đẩy bạn đi đúng hướng bằng cách gửi cho bạn nguồn năng lượng và cảm xúc sâu bên trong tâm hồn bạn được cảm nhận như linh cảm, cảm giác ruột. Trượt giác đến từ đâu? Trượt giác nằm trong tiềm thức của chúng ta và được chi phối bởi phần não bên phải của chúng ta, nơi cũng chịu trách nhiệm về cảm xúc, sự đồng cảm, sự sáng tạo, trí tưởng tượng và tài năng. Tâm trí tiềm thức mạnh mẽ hơn tâm trí ý thức của chúng ta và nó quyết định phản ứng của chúng ta trong hầu hết các tình huống mà chúng ta gặp phải chúng ta biết quá ít về sức mạnh của trực giác và cách sử dụng nó cho lợi ích của bản thân bởi vì xã hội chủ yếu tập trung vào khả năng của não trái của chúng ta đó là ngôn ngữ tính toán trí nhớ về cơ bản là tất cả các quá trình tuyến tính có ý thức của bộ não từ góc độ tâm linh nguồn gốc của trực giác là bản thể thiêng liêng chính là linh hồn của chúng ta linh hồn của chúng ta được sạc đầy ánh sáng và trí tuệ đồng thời luôn nhận được thông điệp từ những hướng dẫn tinh thần và thiên thần hồ mệnh của chúng ta tất cả những gì chúng ta phải làm là ngừng sống trong sợ hãi và lắng nghe chúng khi chúng ta phải đối mặt với một quyết định quan trọng đó luôn là cuộc chiến giữa ý thức và tiềm thức của chúng ta tiềm thức của chúng ta nơi chứa đựng trực giác của chúng ta được kết nối sâu sắc với sức mạnh và tinh hoa của chúng ta có quyền truy cập vào ý thức tập thể và cố gắng đưa ra những quyết định đôi khi có vẻ khác thường nhưng luôn phù hợp với lợi ích lớn hơn của chúng ta mặt khác tâm trí có ý thức của chúng ta bị chi phối bởi tất cả các chuẩn mực xã hội và những ý tưởng do cha mẹ chúng ta truyền cho chúng ta điều này không có nghĩa là tâm trí có ý thức của chúng ta là xấu hoặc kém hơn tâm trí tiềm thức của chúng ta theo bất kỳ cách nào bởi vì chúng ta cần cả hai điều đó hoạt động bình thường câu hỏi được đặt ra là làm thế nào bạn tìm thấy sự cân bằng giữa chúng khi bạn đang đưa ra một quyết định quan trọng giả sử bạn từng thấy mình đau khổ trước một quyết định suy nghĩ quá kỹ mọi hàm ý và kết quả có thể xảy ra và cuối cùng không thể đưa ra quyết định mà bạn hài lòng trong trường hợp đó có nghĩa là bạn đã không tìm thấy sự cân bằng đó. Bạn không chỉ không tìm thấy sự cân bằng giữa tiềm thức, đó là cảm xúc trực giác, và ý thức, đó là phân tích hợp lý của con người bạn, mà bạn vẫn sống trong sợ hãi, dưới sức nặng của tất cả những điều kiện tiêu cực được truyền đến bạn trong suốt nhiều năm. Bước đầu tiên để đưa ra quyết định dựa trên trực giác, chứ không phải dựa trên nỗi sợ hãi của bạn, là phân biệt cái này với cái kia bây giờ chắc hẳn bạn đang tự hỏi cảm giác của trực giác như thế nào so với cảm giác sợ hãi đó là một sự phân biệt dễ dàng bởi vì chúng cảm thấy rất khác nhau khi trực giác nói với bạn bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc và bình yên một ý tưởng sẽ xuất hiện trong ý thức khiến bạn cảm thấy thoải mái và cho bạn nội tâm biết rằng mọi thứ sẽ ổn nếu bạn làm theo nó những gì trực giác mách bảo với bạn có thể thường mâu thuẫn với một số chuẩn mực và quy tắc xã hội nhưng nó sẽ cảm thấy đúng ở tầng sâu nhất để lại cho bạn cảm giác rằng bạn đi theo con đường đó mọi thứ sẽ diễn ra thực sự tốt đẹp cơ thể sẽ gửi cho bạn tất cả các tín hiệu chỉ ra rằng đó là con đường đúng đắn cơ bắp của bạn thả lỏng trạng thái vui vẻ và cảm giác tự tin rất mạnh mẽ ngược lại khi nỗi sợ hãi đang hướng bạn đến một con đường nào đó bạn sẽ cảm thấy lo lắng thậm chí có thể tức giận cơ thể sẽ gửi cho bạn những tín hiệu đây không phải là cách đúng các cơ trên cơ thể bạn sẽ căng thẳng lòng bàn tay của bạn có thể đổ mồ hôi và bạn có thể có cảm giác khó chịu ở bụng khi bạn chuẩn bị quyết định vì sợ hãi tâm trí của bạn sẽ đưa ra mọi lý do biện minh cho điều đó chẳng hạn như là bạn không nên rời bỏ công việc này bởi vì bạn sẽ không thể xoay sở để trang trải cuộc sống. Là một công việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều sẽ an toàn hơn là điều hành công việc kinh doanh của riêng bạn. Bạn không nên bỏ người ấy bởi vì bạn đã ở độ tuổi 40 và có thể sẽ kết thúc một mình. Có rất nhiều điều. Nếu một suy nghĩ như vậy thúc đẩy quyết định của bạn, thì chính nỗi sợ hãi của bạn sẽ quyết định cho bạn tại sao điều quan trọng là phải lắng nghe trực giác của bạn khi đưa ra các quyết định quan trọng tin tưởng vào trực giác của bạn khi đưa ra quyết định trước khi đi sâu vào phương pháp thực tế hướng dẫn bạn cách đưa ra quyết định dựa trên trực giác thay vì sợ hãi điều quan trọng là phải hiểu tại sao bạn làm điều này ngay từ đầu trực giác được kết nối với ý thức tập thể có nghĩa là nó có quyền truy cập vào những gì người khác nghĩ hoặc cảm nhận về bạn những gì nó sẽ xảy ra và năng lượng của một nơi hoặc một người nhất định. Ngoài ra, trực giác mang đến thông điệp từ các thiên thần hộ mệnh, đấng thiên liêng mà bạn tin tưởng, vũ trụ, những vị tổ tiên của bạn. Là những sinh vật trung đồng cao, họ có thể biết kết quả của một số tình huống nhất định tốt hơn so với tâm trí phân tích quá mức, có ý thức khá hạn chế của bạn. Kiến thức về tâm trí có ý thức của bạn bị giới hạn ở những gì bạn nhìn thấy hoặc nghe thấy vì nó hoạt động thông qua năm giác quan cơ bản của bạn trong khi kiến thức về tâm trí tiềm thức của bạn là không giới hạn vì điều này được kết nối với tất cả kiến thức và dữ liệu từ lĩnh vực thông tin của vũ trụ do đó bằng cách lắng nghe trực giác của mình bạn khai thác được một loại trí tuệ và kiến thức khác bạn có thể không biết kết quả của một số tình huống nhất định nhưng tiềm thức của bạn những vị tổ tiên của bạn thiên thần hồ mệnh của bạn chắc chắn biết làm thế nào để tin tưởng trực giác của bạn khi đưa ra quyết định có ý nghĩa đó là dạy bạn cách lắng nghe trực giác của mình khi đưa ra quyết định quan trọng nếu bạn đã lắng nghe đến đây xin chúc mừng vì bạn sắp thay đổi cuộc sống của mình để tốt đẹp hơn ban đầu học cách đưa ra quyết định dựa trên trực giác của bạn có thể không dễ dàng đặc biệt nếu bạn được lớn lên trong một môi trường, chỉ có trí óc duy lý được nuôi dưỡng và bạn được cho là phân tích mọi thứ từ góc độ của nó. Điều chỉnh trực giác của bạn sẽ đòi hỏi can đảm để ngừng lắng nghe nỗi sợ hãi, ngừng suy nghĩ quá mức và đưa ra quyết định chỉ dựa trên lý trí. Trực giác dựa trên một loại logic và trí thông minh khác và nó có sức mạnh hướng chúng ta đến những quyết định có ý nghĩa hơn về lâu dài nếu bạn đang phải đối mặt với một quyết định quan trọng ngay bây giờ, hãy làm theo ba bước sau đây để biết trực giác của bạn đang nói gì với bạn về điều đó. Hãy nâng cao lòng tin, sự tự tin và lòng yêu bản thân. Tâm trí tỉnh táo đầy sợ hãi và lo lắng, vì nó đã hấp thụ rất nhiều điều kiện tiêu cực từ những người khác và những tình huống đã định hình nên con người bạn. Mặt khác, tâm trí trực giác được neo giữ trong lòng dũng cảm và niềm tin và nó là dạng trí thông minh cao hơn của bạn kết nối trực tiếp với thần tính và ý thức tập thể do đó để đảm bảo bạn không phải đưa ra quyết định mà nỗi sợ hãi đưa ra hãy cố gắng tạm dừng hoàn cảnh và tập trung vào lòng tự trọng và sự tự tin của bạn cố gắng đề xuất ba cách để làm điều này thứ nhất thử xem nỗi sợ hãi xuất phát từ tình huống nào trong quá khứ của bạn bạn đã học ở đâu và khi nào mà bạn phải sợ. Giải phóng tất cả những niềm tin mà bạn có được trong những tình huống đó và học cách tin tưởng bản thân một lần nữa. Cách thứ hai, để cải thiện lòng tự trọng và sự tự tin của bạn, hãy sử dụng câu thần chú. Đó là những lời khẳng định tích cực. Những lời khẳng định sẽ rất hiệu quả nếu bạn tin vào chúng. Và các bạn có thể lắng nghe những câu thần chú tích cực của kênh chia sẻ tại kênh Nhà Trị Liệu Quốc Anh để có thêm thông tin hữu ích. Và cách thứ ba là nhờ đến sự trợ giúp của một nhà trị liệu. Nếu bạn không thể tự mình giải tỏa nỗi sợ hãi và lo lắng, sau khi thực hiện tất cả công việc mà Quốc Anh vừa chia sẻ, bạn đã sẵn sàng để lắng nghe trực giác của mình đang nói gì. Và các bạn có thể trải nghiệm, thực hành thiền định, đưa ra quyết định khi bạn đã giải phóng được tất cả những nỗi sợ hãi và bất an đang ngăn cản bạn nghe thấy trực giác của mình cuối cùng bạn đã tự tin trở lại vào bản thân mình một người đưa ra quyết định bằng cách lắng nghe trực giác của họ và cân nhắc các nhu cầu và mong muốn của bản thân họ sẽ có nhiều khả năng sống một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn thông qua chủ đề của video lần này quốc anh hy vọng rằng đã mang đến những nguồn năng lượng tích cực cho tất cả chúng ta các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với quốc anh qua fanpage và qua zalo theo số điện thoại quốc anh chia sẻ bên dưới mỗi video quốc anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại